rất là công phu, và ở Nhật Bản có một cái máy duy nhất để mà làm ra cái tấm tấm vải như thế này, mọi người thấy không? Nhưng mà không phải là chỉ có mỗi cái máy đấy thôi là sẽ làm được cái hoa đẹp như thế này, mà phải có cái tài của cái người kỹ thuật của người làm nữa thì mới làm được. Nghĩa là không chỉ là cái máy đâu, mà là cả vải rồi, cả công nghệ rồi, cả kỹ thuật luôn. Kỹ thuật để làm ra một bông hoa như thế này mình nghĩ là rất là cầu kỳ, rất là công phu. Cái này mà làm tà áo dài thì đẹp chị nhỉ? Đẹp lắm. Chị gắn lên thành tà áo dài rồi. Thế thì cổ này nó gai thì chút có slim như. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn smart thật sẽ chi thật. Đặc trưng của vải lụa Tango. Mọi người thấy không? Từ cái miếng cục này ra cái miếng này, xong mình ninh 4 tiếng ra thành phẩm này, mọi người thấy không? Khác hẳn luôn nè. Cái này nhìn nó cứng mà nó rất là thô. Còn cái miếng này nhìn rất là mềm mại, mọi người thấy không? Hay quá. Hay rồi. Những sợi lụa được xoắn từ 3.000 đến 4.000 lần mỗi mét. Sau quá trình dệt và ninh nhiệt độ cao, những sợi lụa này tạo ra những gợn sóng mịn trên bề mặt lụa, được gọi là sibo. Các sibo này chính là nét đặc trưng lớn nhất của lụa Tango. Quá trình xoắn, dệt và tinh luyện như trên này đã sinh ra loại lụa tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Nó tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu khi chạm vào, đồng thời phát huy một cách cao nhất các kết cấu của vải lụa, chẳng hạn như độ bóng độc đáo trên bề mặt của vải lụa. Ông Imai đã giới thiệu với chúng tôi bà Sela Clip, một người Anh có niềm yêu thích đối với kimono Nhật Bản. Hi. ご紹介したい方がいます。Kimono 研究家のシーラクリフさんです。すごい。はじめまして。こんにちは。Bà Sela Clip luôn được nhắc đến trong những ấn phẩm về cách phối hợp trang phục truyền thống Nhật Bản theo phong cách hiện đại. Mọi người ơi, cô này cũng có một bộ sưu tập sách luôn mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là cái gọi là cái obi đúng obi. Không? Obi là cái đai của mà đeo kimono của mọi người. Cái này có lịch sử là 100 năm. 100 năm nha mọi người. Khi đến Nhật Bản vào năm 1985, bà đã bị thu hút bởi sự quyến rũ của kimono. Bà Sela hiện đang đảm nhận chức vụ đại sứ cho Hiệp hội Công nghiệp dệt Tango, với mong muốn phổ biến tính đa dạng kimono và sự quyến rũ của lụa Tango đến bạn bè quốc tế. Cô được mệnh danh là nhà nghiên cứu kimono hay giáo sư kimono. Sela đã chia sẻ trong cuốn sách của mình rằng: "Tôi không thay đổi cách tác obi hay là cách mặc, chỉ đơn giản là tôi thích phối đồ mà thôi, bởi vì kimono cũng là một phần của thời trang mà." Ngoài ra, trong tác phẩm của mình, bà ấy cũng viết rằng: "Không cần phải nghĩ rằng có một bức tường ngăn cách giữa trang phục truyền thống và trang phục phương Tây, cả hai đều mặc giống nhau. Vì vậy, tôi muốn họ mặc tự do hơn và tận hưởng thời trang." Mọi người ơi, mọi người có thấy không? Bình thường khi mà nói tới kimono của Nhật Bản thì nó sẽ là những cái phong cách mà rất là truyền thống và cổ truyền, đúng không chị? Nhưng mà mọi người có thể thấy cô không? Cô hôm nay cô đội một cái mũ màu đen này với lại một cái túi xách màu vàng như thế này. Và cảm giác như là đúng như cái từ mà cô nói đó, là chơi với kimono chứ không phải là mặc nữa, đúng không? Mọi người thấy không? Bây giờ cái phong cách này mình nhìn cảm giác là mình cũng muốn mặc kimono liền ngay và lập tức luôn đó nhỉ? Đẹp quá. Lụa Tango có nguồn gốc từ thời Edo, và phố cổ Tango với lịch sử 300 năm còn được gọi là hành lang vải lụa đã được công nhận là di sản lịch sử và văn hóa Nhật Bản vì những đóng góp to lớn trong nền văn hóa kimono của Nhật Bản. Mọi người ơi, thì chị Hiền và mình cũng đã thắc mắc là tại sao cô là một người Anh nhưng mà lại có hứng thú với kimono của Nhật Bản. Thì cô có trả lời là bởi vì cô ngày xưa cô hay đi những cái chợ đồ cũ chị nhỉ. Nhật có những cái chợ đồ cũ thì cô gặp những, cô thấy những cái hình, những cái bộ đồ kimono cũ đó, và cô xem đó và cô thấy tại sao lại hình dáng nó cũng giống nhau nhưng mà hoa văn nó lại khác như vậy, và cô muốn chơi với nó, chơi với kimono và cô phối đủ thứ loại cái màu sắc cũng như là cái hình dạng của kimono, và nó tạo lên một cái không gian, một cái phong cách riêng của cô như hiện tại rồi mọi người. Và mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ đối với một người nước ngoài mà có hứng thú với kimono và tìm hiểu về kimono sâu sắc như cô, đúng không chị? Thời hồi nãy thì chị Hiền cũng mới hỏi là có những cái gọi là cái khuyên, cái lời khuyên nào để dành cho Dũng và chị Hiền để mà lựa chọn được một cái bộ kimono hợp nhất, hợp với mình. Cô có hướng dẫn là tùy những cái nơi mà mình đi, tùy những cái thời tiết nơi đó, mình chọn những cái bộ mà trang phục nó phù hợp với mình, phù hợp với tính cách của mình nữa, đúng không? Để mà mình show ra những cái nổi bật nhất của bản thân mình, cũng như là trong tính cách của mình, để cho đối phương cảm giác như mình là một người gọi là có chất riêng á mọi người. Và cái lời khuyên này cảm giác rất là đúng luôn á chị nhỉ. Cô thì thích màu, cô lựa từ màu là đầu tiên, là mình đúng phải rồi. Lựa cái màu nào mà mình cảm giác phù hợp với cái tính cách của mình hoặc là cái nơi mình đi ấy. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Nhất định là
trong chuyến đi lần này Dũng và Hiền sẽ thử mặc kimono. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Mọi người ơi, cuối cùng chúng ta đã tới nơi để trải nghiệm kimono tango. Yatto kimashita. Yatto da ne. Và trải nghiệm này có một điều thú vị cực kỳ là hấp dẫn và mọi người hãy chờ đón xem nha. Trước đây, du khách đến nơi này có thể được trải nghiệm mặc kimono, nhưng hoạt động này đã tạm dừng do dịch Covid-19. Dù vậy, Hiệp hội Du lịch Thị trấn Yoshino đã hỗ trợ để Hiền và Dũng có được trải nghiệm tuyệt vời này. Họ sẽ được mặc bộ kimono được làm bằng lụa tango chất lượng tốt nhất và có thể thoải mái lựa chọn sự kết hợp giữa những phụ kiện khác nhau của kimono. Màu tím là màu yêu thích của Hiền. Đây cũng là lần đầu tiên Dũng mặc kimono. Điều làm anh chàng ngạc nhiên là quá trình mặc kimono. Anh ấy hoàn toàn không thể ngờ rằng mình sẽ cần rất nhiều đạo cụ nhỏ lặt vặt và sẽ mất nhiều thời gian để mặc. Cái này là cái áo nagagi của nam nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình chọn một cái bộ áo mà hợp với màu tóc của mình luôn mọi người. Thực sự là chưa, không có chuẩn bị trước đâu, ngẫu nhiên thôi, nhưng mà cái màu tóc này nó hợp với cái áo này cho nên là mình đã chọn cái áo này luôn. Hiện tại thì cô đang thắt cái đai. Ở Nhật Bản khi mặc kimono thì cái vành đai này, cái vành đai sau á là cái bước quan trọng nhất. Cái bước mà để cho một cái kimono đẹp hay không thì rất quan trọng. Cho nên là cô đang rất là tỉ mỉ để mà làm cho mình mọi người. Hiền cho biết cô đã mặc kimono được vài lần. Lần này khi chọn kimono, cô đặc biệt chú ý đến obi phù hợp với kimono và obi jime. Cô chọn chiếc thắt lần này vì cô muốn mạo hiểm một chút. Lần này Hiền lựa một cái màu kimono rất là đơn giản, nhưng mà để cho cái obi nó nổi lên. Cái này cũng là một kiểu để mình lựa kimono. こういうですよね。こういうなんだ。こういうなん。 さっきこれ作られたって聞きました。 すごい。 Em vào với chị. Ok em. Hay thôi mọi người. Wow. Mịt chắc kì rê chồng. Trời ơi đẹp vậy. Đẹp không? Ôi. Bộ này là đúng hợp luôn á. Chị cứ bị thích màu tím. Thấy cái tím này nó lịch sự mà đẹp sang quá. Trời ơi sao. Ủa, cái chỗ này cái đai này nó đẹp nhỉ. Ừ. Em chị quay em xem rồi. Quay ok xem. Quay nào. Ui chút tôi bắt tế. Ui. Thấy này. Thấy cái trời ơi công phu vậy. Cô cái này mất bao lâu với chị mới làm xong chị? Phần obi là cô làm chắc khoảng 5 phút rồi là xong á. Cái chỗ này cho kiểu dạng hở cái vai ra nhìn cảm giác hay á. Ừ. Tại vì kimono em biết không, kimono của phụ nữ là họ phải mặc kiểu cho mình nhìn thấy cái cổ nó dài. À. Cho nên họ hay mặc thế này, cái cổ nó hơi xuống như thế này để trông cái cổ mình sẽ dài. Không tốt à. Trời ơi đẹp quá ha. Đẹp quá. Đẹp thế. Thế đẹp cũng hợp đó. Đẹp không? Mọi người thấy sao mọi người? Mọi người thấy Dũng với chị đẹp không? Đẹp đúng không? Chị chấm cho em mấy điểm? Thế thì mình chấm điểm cùng nhau nhá. Ok, bây giờ nhá. Đếm nhá. 1, 2, 3. 10 điểm. 10 điểm. Và bây giờ sẽ là trải nghiệm mặc kimono đi tham quan phố cổ. Con phố cổ ở quận Kaya của thị trấn Yoshino được gọi là con đường Shirimen. Con đường Shirimen là nơi phát triển mạnh mẽ của ba lụa tango cao cấp từ thời Edo đến thời Minh Trị, Taisho và đầu Showa. Năm 2005, con đường này được chỉ định là khu bảo tồn quan trọng cho các công trình kiến trúc truyền thống như dinh thự gia đình Yubito, dinh thự gia đình Sujimoto, dinh thự gia đình Shimomura, nhà máy dệt Marunaka Soten. Mặc kimono dạo quanh phố cổ thị trấn Yoshino quả là một trải nghiệm thú vị với cả hai bạn của chúng ta. Mọi người bây giờ mình sẽ lên cái bậc thang này và hồi nãy 150 bậc nha mọi người. Bây giờ mình bậc. Mình chỉ hiện sẽ lên. Thái dương nó sẽ ngọt cái này. Thái dương nó sẽ khí độ nát tới rồi. Nên ở đây, sau đó thì cái đền thờ Amano Hashirate là cầu nối giữa trời và đất, được xem là một nơi linh thiêng, nhiều khách hành hương đến thăm để cầu nguyện cho một tình yêu đẹp và hôn nhân viên mãn.
mặc kimono dạo quanh phố cổ thị trấn Yoshino quả là một trải nghiệm thú vị với cả hai bạn trẻ của chúng ta. Không biết phải chụp bao nhiêu kiểu hình, quay hết bao nhiêu clip mới đủ đây. Đến đây thấy cái cảnh nó đẹp quá mọi người. Hiền với muốn quay tất cả, muốn chụp hết luôn. Bây giờ mình và chị Hiền thiệt á, bây giờ chị muốn quay TikTok cả ngày rồi. Cả ngày cũng được. Quá đẹp luôn. Tiếp theo, Hiền Shino và Minh Dũng sẽ đến với Hiệp hội Du lịch ở Yoshino. Hiền ơi, mình đã đến Yoshino Kanko Yokai rồi. Là cái chỗ hướng dẫn bọn mình đi đó. Vậy là hôm nay mà mình sẽ được trải nghiệm dệt bằng tay nha mọi người. Cùng vào trong xem nhé. Cô hướng dẫn đang hướng dẫn chị Hiền dệt từng sợi như vậy. Mà dệt bằng tay rất là khó luôn mọi người. Cho nên đòi hỏi phải sự chú ý và sự gọi là tỉ mỉ rất là nhiều. Với khung giờ tay bằng gỗ, mỗi một người sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau. Sự hấp dẫn mà không thể có được ở máy giờ hiện đại. Chào tất cả mọi người. Hello, gozaimasu. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm nhà máy dệt hiện đại làm tango chirimen, nghĩa là tango silken. À, là làm sợi tơ nhiễu và làm sợi lụa ở Nhật Bản đúng không? Và Dũng nghe nói là nhà máy này có một cái điều đặc biệt, đó chính là ở Nhật Bản chỉ có một cái máy dệt duy nhất thôi. Và máy dệt này có gì đặc biệt thì hãy cùng Dũng và chị Hiền khám phá nha. Let's go. Đích thân chủ tịch công ty Ebara Sangyo đã chào đón và giới thiệu cho Hiền và Dũng về những mẫu lụa ở đây. Một trong những nét hấp dẫn của lụa tango là sự đa dạng của các kiểu dệt do khung giờ tạo ra. Công ty Ebara khởi nghiệp với tư cách là một công ty chuyên tạo mẫu cho các mẫu dệt kimono và là một công ty xuất sắc trong việc tạo ra các thiết kế và chất liệu độc đáo. Kỹ thuật dệt lụa bằng khung dệt đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi những người thợ thủ công lành nghề, cho phép biểu đạt một cách đa dạng nhiều màu sắc. Mọi người còn nhớ cô Shida nhờ? Cô cũng đã mang cái áo với cái họa tiết hoa văn như này luôn nè. Một trong những mẫu lụa độc đáo ở đây là double face, gọi là dệt hai mặt. Mọi người ngạc nhiên không? Cái này là mặt đằng trước, mặt đằng sau, cái hoa nó khác. Nhưng mà họ không phải là họ dán vào không phải in luôn đúng không? In luôn á. Mà cái này là thêu luôn mọi người, máy thêu. Mà sao hay thế nhỉ? Một mặt là hình này. Hình này, một mặt này lại hình khác. Còn đây là con lụa tango đặc biệt với chiều rộng gấp 3 lần của lụa thông thường. Chú ý làm cái vải to thế này để chú muốn cho nước ngoài mình xài á. Người Việt Nam mình, ví dụ Việt Nam mình sẽ may áo dài thì mình cần cái vải to. Thế chú làm miếng to, miếng to thế này nè. Trời ơi, mọi người có thể thấy để làm ra một cái tấm như thế này á thì mình nghĩ rất là công phu. Và ở Nhật Bản có một cái máy duy nhất để mà làm ra cái tấm vải như thế này, mọi người thấy không? Nhưng mà không phải là chỉ có mỗi cái máy đấy thôi là sẽ làm được cái hoa đẹp như thế này, mà phải có cái tài của cái người kỹ thuật của người làm nữa thì mới làm được. Nghĩa là không chỉ là cái máy đâu mà là cả vải rồi, cả công nghệ rồi, cả kỹ thuật luôn. Kỹ thuật để làm ra một bông hoa như thế này mình nghĩ là rất là cầu kỳ, rất là công phu. Cái này mà làm táo dài thì đẹp chị nhỉ? Đẹp lắm. Chị gắn lên thành táo dài coi. Tuy nhiên của nên nó dài thì chút có slim như. Thật ra là sáng đẹp nhỉ. Tiếp theo, chủ tịch Ebara sẽ đưa hai người đến nhà máy dệt. Công ty Ebara đã tạo ra trường phái dệt may kết hợp giữa Nhật Bản và phương Tây, cổ điển và hiện đại bằng cách tận dụng tối đa các kỹ thuật Manco. Họ đã làm điều đó như thế nào? Đây là bộ phận đồ họa, thiết kế và dữ liệu hóa mẫu dệt. Các thiết kế đã từng được vẽ bởi các họa sĩ, hiện nay đều được vi tính hóa. Tại công ty Ebara, hầu hết thời gian, ông Ehara truyền tải ý tưởng các mẫu hoa văn cho các designer để họ thực hiện hóa các mẫu thiết kế. Các mẫu thiết kế sẽ được lặp lại nhiều lần trên tấm vải lụa. Vì vậy, khi in liên tiếp nhau, phải tạo được tính kết nối đầu cuối trong suốt chiều dài tấm lụa. Đây là một công đoạn rất khó để điều chỉnh. Khi dệt các loại vải rộng, không chỉ cạnh trên và cạnh dưới, mà cả trái và phải đều phải phù hợp. Bản thiết kế của ngành dệt may được gọi là Mongami. Ở đây, thiết kế do designer vẽ sẽ được chuyển thành bản vẽ theo thông số kỹ thuật của máy dệt. Khi được phóng to, hình ảnh thiết kế là một tập hợp của các dấu chấm. Công việc tô màu các ô vẫn sẽ được thực hiện thủ công ngay cả khi nó đã được vi tính hóa. Mọi người ơi,
Hiện tưởng là cái máy design chị sẽ design xong, xong rồi chỉ cần để vào vi tính, xong vi tính sẽ làm automatic cho mình ấy. Nhưng mà không phải, phải có cái người, người mình phải tự làm, tự chấm từng cái mới được thành cái hoa hồi nãy. Đúng rồi, mọi người có thể thấy là có những cái khu vực đậm mà cũng có những cái khu vực nhạt, đúng không? Cho nên là những cái khu vực nhạt đó mình phải chấm điểm thêm. Mà để chấm điểm thêm cái đó thì phải dùng bằng tay, dùng bằng sức người, chứ không có thể làm được bằng máy tính được. Và để chấm từng điểm như vậy thì rất là công phu, vì cần phải có cái đầu óc sáng tạo, đúng không chị? Đây là một bản thiết kế gọi là Monzu, được vẽ bằng tay từ thời xa xưa. Monzu được vẽ bằng cách phối màu lên sự sắp xếp sợi dọc và sợi ngang và các khu vực tạo ra độ phồng và độ bóng. Vì vậy, cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với da và kết cấu được tạo ra, và cũng là để các sợi chỉ sáng đẹp. Đây cũng là một kỹ thuật kết hợp kinh nghiệm, kiến thức và cảm quan của người thợ. Bình thường khi mà thiết kế là chỉ thiết kế một cái mảng nhỏ, một mảng nhỏ thôi. Cho nên là sau một cái bộ kimono thì nó là 13 mét. Thì cứ nối liền, cứ nối những cái mảng nhỏ như vậy. Nhưng mà mọi người thấy không, những cái vết nối nó không có một không cái đường trật nào luôn á. Có ý hạn như là các hoa văn nó kết nối liên kết với nhau luôn. Cho nên là cái này cần phải có một cái kỹ thuật cũng như là một cái sự tập trung cao độ lắm luôn á. Đây là hoa văn của một bộ furisode, một dạng kimono đã có từ khoảng năm 1966. Để chuyển mẫu thiết kế hoa văn này lên tấm lụa, đầu tiên phải chuyển nó thành những tấm thẻ mogami. Cần 10 tấm thẻ như thế cho 1mm vải dệt. Ngày xưa, việc đục lỗ những tấm thẻ này đều được làm bằng tay. Làm xong, vẽ xong tốn nửa năm để làm được một cái này. Nhưng mà sau đó mình phải làm cái đê tờ này qua miếng này. Xong rồi cái chỉ thẳng ấy, thì là nó sẽ là cái lỗ. Cái lỗ này là chỉ thẳng, còn cái chỉ ngang là cái chỗ không có lỗ. Không có lỗ. Nhưng mà mình làm một đường là mình cần một miếng này ấy mọi người. Tưởng tượng được không? Mày biết cái công phu cỡ nào? Công phu cỡ nào? Hay mọi người có nhìn thấy rõ cái đường màu cam này không? Màu cam này nè. Một cái một chắc chỉ có 1 mini thôi nhỉ em nhỉ? 1 mini này thôi là cần 10 tấm này. 10 tấm như thế này. Với được một cái đường này thôi. Cho nên nếu mà mình muốn làm cả một miếng này là mình cần biết bao nhiêu không? 4.000 4.000 cái tấm này mới hơn 4.000 hơn 4.000 cái tấm này để làm được một cái miếng như này mọi người. Từ cái dữ liệu data này mình làm ra cái miếng này, xong rồi từ miếng này mà 10 miếng thì chỉ được 1 mili ở trên hiện thực thôi. Ngày nay công nghệ cũng đã được thay đổi để phù hợp với thời đại. Những tấm thẻ mogami đã được chuyển từ điểm mềm floppy disk sang USB và card SD. Nếu mà chia ra thì là nó có hai cách làm. Một là bằng cái giấy như thế này. Hai là bằng data. Ở đây là có hai loại máy mọi người ạ. Sau đây chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến những máy dệt hiện đại hoạt động như thế nào. Đây là một cái máy dệt của Đức, có thể dệt một tấm vải có bề ngang rộng gấp 3 lần một cuộn vải kimono. Thường cái máy này á là chú ở công ty làm chỉ có 900 cái kim thôi. Bởi vì ở Nhật thì khi mà sản xuất kimono thì chỉ cần mà những cái miếng nhỏ nhỏ đúng rồi lại đúng không? Nhưng mà cái này là chú muốn hướng tới thị trường ở nước ngoài, muốn quảng bá cái vải cũng như là cái lụa của Nhật Bản cho người nước ngoài, cho nên là đã làm một cái máy như thế này và sản xuất một cái miếng to như thế này nha mọi người. Nên ở đây chỉ có ở Nhật Bản chỉ có mỗi ở đây là có máy này thôi. Bây giờ mình phải hiểu cái lý do ha em ha. Đúng rồi. Không được, hôm nay là rất là hạnh phúc nhưng mà chắc là một trong những người Việt đầu tiên trải nghiệm cái trải nghiệm này nhỉ. Cái máy này có thể lặp lại cùng một mẫu hoa văn, hoặc cũng có thể làm ra một mẫu hoa văn lớn hơn như bạn nãy từ một mảnh duy nhất. この着物のシルクジャカードの技術を活かして世界の人に喜んでもらう生地を作りたくて最新鋭の機械を入れたんですけども、それが着物の生地はだいたい900本という針がで作られているんですけども、ジャカードで、あるいは1万本というやつを入れたんですよ。はい、1万本の針で、この着物の技術が活かせるような、食器を導入して、着物の生地が3倍になるような織物、もしくは
一つで大きな柄ができるようなものを、できるように、やったんです、はい、これでまあ世界の人にいろんな、ニーズを聞いて、はい、それを生かして提供したいと思っています。そうですね、日本では、大きさの織物を織れる織機をシルクで持っているのはもううちしかありません、はい、で世界でもほとんどシルクではああいうような大きな織物を織れる会社はありませんので。Sao chị Yên Gái sao? Cảm động quá, chị cảm động thật luôn á. À, chị ở bên này thì chị cũng có nhiều cơ hội để mặc kimono rồi. Nhưng mà lần này, lần đầu tiên chị được học cái cách làm cái vải kimono. Mà chị nhìn nó mất nhiều công quá và người ta phải có tài người ta mới làm được nữa cơ. Cho nên từ bây giờ chị mặc là chị phải tôn trọng và chị cảm giác là chị đã thích kimono nhiều hơn. Chính xác luôn, em cũng đã từng mặc kimono và bây giờ em cảm thấy, như là cảm giác mới đây là một cái món quà thực sự là rất là ý nghĩa trong cuộc sống mà khi mà mình ở bên Nhật ha. Còn bây giờ thì thôi, em với chị đã trải nghiệm xong rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình tiếp theo nha. Thiên nhiên đã trao cho nước biển ở bán đảo Tango một màu xanh trong vắt, một màu xanh được gọi là Tango Blue. Có một nghệ nhân đã mang màu biển đó lên vải lụa Tango bằng kỹ thuật nhuộm mang tên Hikizome. Ông Tomohisa Kobayashi, một nghệ nhân nhuộm sử dụng kỹ thuật nhuộm Hikizome. Ông đảm nhận quá trình nhuộm nền của kimono, nhuộm màu trơn và vẽ nền cho việc nhuộm yuzen. Thời xưa, cách nhuộm lụa không thể cho ra màu xanh sắc nét được. Kỹ thuật nhuộm Hikizome và nhuộm chuyển màu của ông Kobayashi đã làm được điều này. Để được độ rõ nét, độ trong suốt và màu đậm, nó đã thể hiện được sắc màu trong xanh của biển Tango. Mọi người có thể thấy không, ở đây á, đây là đường, đây là biển nha, còn đây là đường chân biển nè, còn đây là trên bầu trời nè. Một miếng này thôi mà họ chú ý xài 8 loại màu, màu xanh. Kiểu dạng như là chơi màu luôn á, kiểu vậy, ở Việt Nam mình hay gọi là cách chơi màu. Kiểu dạng như là đúng là phải lựa chọn từng màu xong rồi đặt ở điểm ở chỗ nào là phải canh, đúng rồi. Mình cứ tưởng là máy làm công á. Tận mắt chứng kiến quá trình nhuộm Hikizome của ông Kobayashi ở xưởng nhuộm, Hiền và Dũng còn được trải nghiệm quá trình nhuộm nền Hikizome. Thật sự hả? Đây là gì? Cái này là... Mặt nạ cà cà là cô ạ. 上上下下下そうかすれてわかるよすごいそうですねはいありますよね Mọi người nhìn nè trông đơn giản lắm nhưng mà khi mình tự làm ấy mình thấy nó khó quá, bởi vì cái lực mà đưa vào để mà quét cái để mà sơn cái này á thì nó phải có kinh nghiệm với điều chỉnh được cái lực đó. Rakumama Kubo Royal Mary là một cửa hàng kem tươi nổi tiếng kế bên bãi biển Yuhigaura. Hôm nay bọn mình mới được giới thiệu một cái món kem sữa nhưng mà nó có mật ong ở trên. Rất là lạ đúng không mọi người? Ở Việt Nam mình chưa có món này đúng không? Cho nên là Dũng với chị Hiền sẽ thử ngay đây lập tức. Hào hứng quá. Mọi người ơi, đây là bánh mật ong thật nha mọi người. Lần đầu tiên chị được xem cái cảnh này á. Ui, hachimitsu da. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha mọi người. Ôi trời. Quên. Mọi người nhìn thấy cái bánh mật ong này nó rất là sạch luôn nha mọi người. Khi mà ăn vào á thì cái vị ngọt của mật ong với vị ngọt của kem nó kiểu dạng nó không bị ngọt. Đúng rồi. Ngọt gắt đúng không? Ừ. Cho nên là ăn nó rất là không bị ngán. Thật sự luôn. Kem tươi phủ bằng mật ong và bánh mật ong được làm từ những tổ ong được thu hoạch tại nhà máy của chính họ. Xu hướng hiện nay là các cặp đôi sẽ ăn món này khi ngắm hoàng hôn trên bãi biển Yuhigaura. Mình ngồi đây ăn nè. Ok. Trời ơi. Cái không khí nó ngon.
kem ngon. Bây giờ tự nhiên ngồi ở biển này, nghe tiếng sóng này, cảm giác yên tĩnh á, thì em bây giờ em nhớ lại nào là ngày được đầu đi lên núi nha. Xong rồi đi xuống biển, xong rồi được ăn, rồi được mặc kimono nữa. Rồi cảm giác bao nhiêu căng thẳng stress bấy lâu nay nó được tan biến đi á. Được thoát stress đúng rồi, chính xác, chính xác. Còn chị sao? Chị cũng thế. Và thêm chị thấy người ở Kyoto rất là hiền lành mà nhiệt tình đúng với rồi, bọn mình xác. Và cái giọng họ nói nó dịu dàng, mềm mại, chị thích cái vặt cái đấy luôn. Không biết mọi người cảm nhận thế nào nhỉ em? Không biết là mọi người cảm nhận sao về chuyến đi lần này. Và rất mong là mọi người sẽ tới Nhật Bản, tới Kyoto một lần để thưởng thức cái phong cảnh nơi đây và món ăn đặc biệt ngon xuất sắc nơi đây. Dung, mình quên, mình phải có câu hỏi cho mọi người nè, quiz. Em cũng quên mất. Đúng rồi, mọi người nhớ món quà của Dung và chị Hiền đã lựa chọn không? Trời ơi, đẹp chưa mọi người nè. Mình sẽ chọn cái này tặng cho mọi người. Cái này xinh không mọi người? Hiền thấy cái hoa này mình dễ xài lắm. Mình xài, mình mặc quần jean, mặc áo, t-shirt cũng hợp á. Một là cái này. Hiền đã lựa chọn cho mọi người những cái quà này. Và Dũng cũng lựa chọn được hai món quà dành cho mọi người. Sau đây là câu hỏi dành cho mọi người. Xin mời chị Hiền. Câu hỏi là ở Kyoto Tango có con vật họ yêu thích là con gì? Một, mông biển. Hai là con mèo. Ba là con ong. Mọi người hãy trả lời theo cách thức ở dưới đây nha, để nhận được món quà của Dũng và chị Hiền. Chuyến hành trình tiếp theo sẽ được phát sóng vào ngày 23 tháng 11. Mọi người hãy cùng chờ đón nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Có kinh nghiệm trước rồi đó, em cũng có thể gợi giúp giúp cho ảnh chút xíu được không? Dạ được chị. Rồi vậy là khỏe rồi ha, hai bên có ưu khuyết điểm rồi. Bây giờ em gái, bây giờ em thích người đàn ông như thế nào để xem giống mình đàn trai không? Chào em. Dạ em thích người đàn ông cao to một xí. Cao to chút xíu, cái này chắc cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi, vừa người thôi. Dạ với lại dễ thương. Dễ thương, có dễ thương. Hiền lành. Hiền lành. Ừ. Rồi có lập trường riêng. Bộ đội chắc chắn có lập trường. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon, nấu được. Dạ với lại không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Có không? Dạ hút thuốc thì em không hút thuốc. Còn nhậu thì em biết nhậu chứ em không thích nhậu. Ừ. Biết thôi, nhậu. Dạ. Giao lưu thôi. Còn gì khó hơn nữa không? Khó hơn à anh? Trung thủy. Trung thủy. Tới giờ mà còn chưa có người yêu là trung thủy rồi. Không, một đơn mối tình phương là mà 3 năm trời đó. Với lại trong tình yêu thì em cũng muốn bạn nam chủ động. Bạn ít nói. Thôi, coi như hồi xưa là trâu đi tìm cọt, bây giờ nó bình đẳng, cọt lâu lâu cũng ghé tìm trâu chút xíu được không? Dạ được anh. Ừ, thoải mái thế. Được rồi đó, ha. Anh thấy đưa ra những tiêu chí đó thì đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Với lại kiểu nghe lời mẹ quá chị. Trời ơi, mẹ người ta phải nghe lời chứ làm sao? Dạ giống như là không có cái chính kiến của mình mà cứ theo ý của người khác. Em có nghe lời mẹ không? Dạ có. Có, ai cũng nghe lời mẹ. Ai cũng nghe lời mẹ. Dạ nghe lời được nhưng mà đừng có kiểu phụ thuộc vào luôn á chị. Mẹ nói đôi khi sai mình cũng phải nghe nữa. Nhưng có một điều, thí dụ giờ mẹ kêu đi mua cá, vợ nói không đi, em sẽ mua hay là không mua?
Em sẽ nghĩ là mẹ muốn mua món gì và vợ muốn mua món gì em sẽ mua cả hai. Mua cả hai luôn. Cái là cũng khôn quá. Đây là những cái, đây là những câu hỏi mà theo ý chị nghĩ là muôn đời các cô vợ, các bạn gái đừng nên hỏi. Thôi chứ khó trả lời lắm. Cũng đừng đưa ra cái câu mà đừng nghe lời mẹ quá. Anh nghĩ rằng cái tiêu chí đó bỏ qua đi. Dạ nha. Không được. Bỏ qua đi em. Có nghĩa là người đàn ông phải là khéo léo để mà kết nối mối quan hệ tốt giữa mẹ chồng nàng dâu. Chứ không có ai vô chưa chơi kêu anh đừng nghe lời mẹ. Em có nghe lời mẹ em không? Dạ có chị. Tại sao em nghe lời mẹ em? Em không cho người ta nghe lời mẹ người ta. Dạ. Với lại chị nói em nghe người chồng, người đàn ông em nhìn người ta. Người ta có hiếu với ba mẹ người ta thì người ta mới yêu thương gia đình. Dạ. Chứ bây giờ cái người đàn ông mà nó mẹ nó mà không còn không có hiếu nữa làm sao yêu thương em? Người sinh ra mình còn không biết cái lời không yêu thương thì làm sao yêu thương em được. Dạ. Đúng không? Cho nên mình đừng có nói cái ý đó ra, không hay. Dạ. Nhưng mà mình từ từ mình phải làm sao để mà mình có gì mình thỏa thẻ mình nói với chồng để chồng mình là cái cầu nối giữa mình với mẹ chồng cách tốt nhất. Dạ. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi, không có như ngày xưa đâu. Mẹ chồng bây giờ thương con dâu dữ lắm. Nha. Dạ. Rồi đi làm dâu được không? Dạ được chị. Được ha, tốt. Rồi. Chào em, trời dễ thương quá ha. Rồi em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Dạ. Cô ấy hoạt ngôn một chút. Dạ. Còn về ngoại hình ấy thì không thấp quá. Dạ. Mà càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt, dạ. Đơn giản không? Càng xinh càng tốt. Dạ. Rồi, em nói cụ thể công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Sao em ít nói quá vậy? Dạ. Em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng. Và cụ thể chủ yếu hơn là thông điện kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị vô tuyến điện tử. Suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả? Dạ. Hơi khô khan. Dạ, mình ước ác lên chút xíu. Tại vì mình trẻ mà mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào. Cho nên cố gắng một chút xíu. Ha. Dạ. Quyết tâm lên, nếu mà bây giờ thích là mình phải nói thích. Dạ. Để cho người ta biết chứ không mình mất cơ hội. Dạ. Nhưng mà còn nhỏ quá vậy thì bây giờ thí dụ như em định là bao lâu thì mình mới đi tới cái hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng thời gian mà yêu nhau ấy thì mình để mình trưởng thành hơn. Có thể là trưởng thành hơn, có thể là 2-3 năm thì mình trưởng thành ổn định thì có thể tiến tới hôn nhân. 2-3 năm là được ha. Dạ. Rồi, chị cũng hy vọng là được. Bạn trai rất dễ thương, rất là cute. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha. Mời đại diện đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn Thanh Thanh cùng chơi. Và xin chào đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ... ở em Tuấn á, thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Và trong quá trình công tác cùng với đồng chí Tuấn á, thì Tuấn này rất là thẳng thắn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Thì riêng cái điểm này thì em cũng yên tâm. Về cái mức độ chung thủy thì anh nghĩ là yêu một mối tình đơn phương 3 năm thì em nghĩ là anh nghĩ thì cái mức độ chung thủy sẽ giống như cái tiêu chí của em nghĩ. Và cái ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn cũng giống như em cũng sở thích. Hai người rất là nhìn nhận đầu tiên của anh là hai người chiều cao là rất hợp nhau là thứ nhất, thứ hai là biết cùng nấu ăn, là cùng sở thích. Anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội. Và cái khuyết điểm của em Tuấn á, là ít nói cho nên mọi người cảm giác là cảm giác chưa có thân thiện lắm. Nhưng mà khi mà sống cùng với Tuấn thì mới hiểu được, ít nói thôi nhưng mà rất là sống bằng hành động, ít nói nhưng mà hành động, là con người của gia đình. Anh nghĩ là hai bên nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúc hai em sẽ tiến tới xa hơn. Xin hết. Cảm ơn đại diện đàn trai. Mời đại diện đàn gái. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị của em. Ồ, với lại một anh đồng nghiệp. Cho chị gặp mẹ em trước nha.
Dạ chào cô. À chào cô. Chào anh chị Quyền Linh và anh chị Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong phiên trường. Chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của Thanh Thanh. À, Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. À, chứ mà có cái là ít nói, ít chia sẻ. Con bạn Nam bên đây thì mẹ thấy cũng được con. Chứ mà không biết bạn cái ngày là Thanh lớn tuổi hơn không? Sao cô nói lại? Có ngại lớn tuổi hơn Thanh hơn kia lớn tuổi đó. Hơn không? Không, con không ngại cái việc lớn tuổi hơn. Rồi con mới ra trường, mới đi làm thì liệu con đã lấy vợ được chưa, đã lo được cho gia đình chưa? Thì con cũng nói là từ giống khi nãy đấy ạ, thì trong thời gian yêu nhau thì lúc đấy thì hai người sẽ trưởng thành hơn, và nếu mà 2 đến 3 năm độ trưởng thành mà ổn định được thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi cô hỏi chút giờ thử con lấy vợ thì con lập nghiệp ở đâu? Thì con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. À, con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ. Cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình càng ngày càng phát triển thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Em muốn qua bạn em. Dạ. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha. À, khi mà mở rào ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. À, công việc của em thì bây giờ hiện tại thì đang đi làm. Thì thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ đúng không? Dạ đúng ạ. Không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ không ạ? Có thời gian để ra ngoài? Anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ. Dạ. À. Vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào? Anh có sắp xếp được thời gian không? Anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì anh sẽ trình bày với về phía đơn vị, thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau. Dạ. Yeah. Với lại em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau á, thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh như thế nào? Ý là em sẽ không nói chuyện với anh. Không nói chuyện à? Thì anh sẽ làm gì để em em vui vẻ trở lại? Thì anh sẽ trình bày, nói ra cái thật lòng của mình là muốn em vui vẻ hơn, và có thể dùng những cái hành động hoặc là những cái khác để giúp em vui hơn. Dạ. Hành động gì? Thí dụ giờ coi cổ đang giận đi, em hành động gì? Cái này khó. Có tài lẻ gì không? Có thể hát nào? Thí dụ gì chẳng hạn. Giờ nào? Em giả bộ em giận đi đó. Ví dụ ngọt cổ không? Cổ đang giận đó. Thông cảm, ta chưa có kinh nghiệm. Suy nghĩ đi em, giờ mình làm gì? Ca hát, nhảy múa, kể chuyện cho cổ nghe, hay là nói ngọt dỗ dành cổ như thế nào để cổ bớt giận? Đó, em sẽ hát cho cô ấy nghe. Rồi bây giờ cổ đang giận đó, em hát đi. Sẽ hát bài Suy nghĩ trong anh. Rồi. Bài giận á, đến gần gần hát. Tuấn đến gần gần hát. Cổ đang giận á, đến gần gần hát. Đứng lên đến gần gần hát. Đứng đi. Đúng rồi đó. Lên. Gần gần đó. Quay mặt ra phía trời trước ơi, nè. Vô nè, đưa móng ra khán giả vậy. Đó, nhìn cổ Tuấn bắt đầu.
cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những... Em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận đứng sùi lơ. Hát vậy sao? Hát phải thể hiện thế nào chứ? Tiếp nào? tiếp. Tiếp đi Tuấn. Dạ thôi. Có thể nắm tay nói chuyện gì đó em. Dạ được nắm tay luôn à? Ừ được. Nắm tay hát luôn. Nắm luôn đi Tuấn. À, rồi, quay mặt phía trước, quay lưng phía sau Tuấn. Đó đúng rồi. Rồi nắm tay nhìn thẳng vào mắt hát nói gì đi. Thôi anh sẽ hát lại. Dạ. Yeah. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đấy có cái cười này. Đó cười rồi đó, cười rồi đó, được rồi đó. Dạ. Được. Mừng quá, cười rồi, thành công rồi đó. Thấy chưa Tuấn? Dạ. Mạnh mẽ ta nắm tay chứ đưa hát xùi lơ em muốn. Rồi bạn gái cũng muốn hát, đáp lại cho ảnh không? Sáng ta không hết giận dạ, nữa. Dạ có chị, em rồi. Có chuẩn bị một bài hát ngắn thôi ạ. À. Rồi ngắn thôi mời em. Dạ. Nhiều khi vu vơ em lại rất muốn nhắn tin rằng em nhớ anh mỗi ngày. Giờ mình chợt nhận ra khoảng cách của đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chỉ là một cô gái đang yêu, chỉ có biết nhớ anh rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ nhung. Người con trai mà em nhớ thương là một chàng trai Việt Nam dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương. Và em chỉ là cô gái phương xa đến biết cách nào đây để nói ra. Chỉ biết dùng một lời từ lâu mà em đã rất thân quen. Em yêu anh nhiều lắm và em sẽ nói cho anh nghe là bao yêu thương say đắm không như gió mây thoáng qua. Hãy đưa đôi tay em nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi nhắm. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xuân vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu. Không là em thì ai để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Rồi làm chồng em nhé baby. Ý anh sao? Ý anh sao? Ý anh sao? Anh đồng ý. Hả? Anh đồng ý. Nhìn kia đồng kìa. Đồng ý nhìn đây. Hả? Anh đồng ý. Ý em rồi anh đồng ý. Ý, em đồng ý, anh đồng ý đúng không? Dạ. Là đặt bờ môi lên khép mi lại để nhìn đó, được không? Dạ, được ạ. Em có dám đặt bờ môi lên môi cô ấy không? Dạ, nếu cô ấy cho phép ạ. Được, rồi. Rồi. Bây giờ nói chút xíu về... Sau một chút xíu, mình bàn một chút xíu cái kế hoạch về... Quan điểm về tình yêu hay là kế hoạch kết hôn đi. Một cái gì đó nó cho cô cảm thấy yên tâm. Tại vì tụi em còn trẻ mà lại ở xa nữa. Phải có một cái chốt... Có cái câu chuyện phải có cái hồi kết thúc thì để người ta mới quyết định bấm nút được, đúng không? Mời hai bạn. Dạ em muốn hỏi tí là dự định trong tương lai của anh là vẫn làm trong quân ngũ hay là có một cái hướng đi khác không ạ? Anh nghĩ là anh phục vụ lâu dài trong quân đội. Dạ. Nếu như mà... Anh có gì hỏi em không? Em nghĩ như thế nào về việc nếu mà yêu một người bộ đội như anh mà kiểu thiếu không được bên cạnh em thường xuyên ấy, thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ là không bên cạnh thường xuyên đó là do đặc thù của công việc. Quan trọng là anh quan tâm đến em, dành tình cảm cho em thì vẫn có thể gọi điện qua video call hoặc là nhắn tin hoặc là chỉ cần những tin nhắn hỏi thăm nhau hàng ngày thôi là được rồi. Thể hiện được là anh còn quan tâm đến em và anh có tình cảm với em. Anh cũng mong
có được cô bạn gái mà có bạn gái mà hiểu thông cảm cho anh được như vậy. Và về cái công việc của em ấy thì cái công việc của em ấy thì có được nghỉ thứ bảy chủ nhật đúng không? Dạ. Thí dụ như em có thể tìm được một công việc của cho cổ làm ở dưới Cần Thơ, có thể cổ sẽ dời đó, tại vì cổ mới ở đây có mấy tháng à. Dạ. Thử hỏi cổ coi, nhắm coi mình có giúp cổ xin việc gì ở Cần Thơ được không? Em nghĩ như thế nào nếu mà có một công việc mới ở Cần Thơ? Dạ thế nào? Ở Cần Thơ ấy, ở Cần Thơ nơi anh làm việc luôn ấy. Nếu như mà chuyển công việc về Cần Thơ thì em nghĩ là phải có một công việc ổn định, với lại có thu nhập đủ để nuôi gia đình sau này. Với lại nếu mà tình cảm của em với anh đủ lớn, có thể đi đến với nhau được, thì em nghĩ những vấn đề đó cũng không quan trọng. Rồi, bây giờ chúng ta nói một câu gì đi. Em nói một câu gì với cô ấy, sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Dạ. Câu gì mà cái tim em đang mách bảo? Khi mà bức rèm này kéo ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Và anh dám chắc với em rằng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu. Và nếu em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật. Rồi. Hay. Tuyệt vời. Đấy. Tạt tay vào nút bấm đi bạn. Anh ấy nói rất ít nhưng mà câu nói rất là chất lượng. Để tay vào nút bấm đi Tuấn. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút quan trọng. Chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi. Có thể không hiểu được hết nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không. Có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không? Và khi chúng ta quyết định bấm nút, có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, là trao cái duyên cho người đối diện. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai. Hôm nay có mẹ của bạn gái. Mình hứa với mẹ điều gì đi. Rồi xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi. Dạ. Con cũng xin phép cô cho con cùng với bạn được hẹn hò với nhau. Và con hứa với cô thì con sẽ không làm cho bạn buồn. Cái micro đi cô, micro đi cô. Dạ. Con người Bắc mình, con có gia trưởng không? Sao con có gia trưởng không? Dạ, con nghĩ là con không gia trưởng. À, dạ. Cô và cho cô cũng không thích đàn ông gia trưởng quá. Với nữa, con ở Thanh Hóa. Dạ, con Thanh Hóa. Ừ, là con vô đó, vô là con lập nghiệp ở Cần Thơ luôn hả? Đúng ạ. À. Được không cô? Nó xin đồng ý hẹn hò được không cô? Được. Được rồi. Hai con tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Cũng đẹp trai mà. Gương mặt cũng có nét giống nhau đó. Đó. Đẹp trai mà ít nói nhưng mà nói là chất lượng ha. Đấy. Những chiếc vé xem phim để tạo cho các bạn có không gian lãng mạn hơn để trò chuyện và yêu thương nhau nhiều hơn. Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đang chờ các bạn. Rồi. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng của Mocha. Các bạn hãy gọi điện thoại, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi mà chúng ta chat và vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù là hai bạn có ở xa cách mấy cũng thấy giống như là đang ngồi ở gần cạnh nhau. Chúc mừng hai bạn nha. Rồi, đây là quà. Nắm tay nhau thật chặt. Đây là quà của bạn. Còn cái này cũng của bạn.
Nhân đây thì em cũng xin phép được cảm ơn về phía chương trình, phía bên nhà trai đơn vị đấy, cũng như là bên nhà gái đã tạo điều kiện giúp đỡ em được gặp bạn nữ và có cơ hội tìm hiểu. Và em cũng xin phép được chúc chương trình cũng như là phía nhà trai đơn vị cũng như phía nhà gái cùng toàn. Vâng, chào tất cả mọi người.